Một ông cụ hàng ngày vẫn lầm lũi nhặt ve chai trôi nổi trên sông hàng chục năm nay, mà mọi người không biết ông là ai và từ đâu đến. Họ hay gọi ông bằng một cái tên vô tội dạ dành cho ông lão vô gia cư. Hay trẻ con trên cái dòng sông này á gọi ông với một cái tên là ông Tư nhặt ve chai. Nhưng có ai biết được rằng á cuộc đời của ông Tư á cũng đã từng có gia đình, vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa thì đầy huề như bao người. Những tưởng cuộc đời của ông Tư á sẽ trôi nổi như lục bình trôi đến hết cuộc đời. Thế rồi á, một lần á, tình cờ tụi mình bắt được chuyện với ông, trò chuyện với một người xa lạ như tụi mình á, thì ông cũng không kìm nén được nước mắt vì nỗi nhớ con, nhớ gia đình và thèm được một người bầu bạn, muốn giải tỏa được những nỗi buồn giấu kín đến tận bây giờ. Vì đối với ông Tư á, người bạn duy nhất là một cái chiếc ghe cũ kỹ mục nát này. Hỏi mới biết được rằng á, cuối cuộc đời của ông Tư á chỉ mong muốn được gặp con mình. Hơn 31 năm bặt vô âm tín kể từ cái ngày ông ra đi không lời từ biệt. Ông mong rằng á gặp được con, hôn lên má con mình, chết ông cũng an lòng. Với 31 năm và 74 tuổi, với cái tuổi đã quá lục từng, ông nghĩ rằng á, cuộc đời của mình sẽ êm đềm khép lại trong bi kịch bồng bềnh trôi nổi như những gì á ngần ấy ông đã chịu đựng. Cũng xui khiến thai á, một ngày ông gặp được con mình và nước mắt đã rơi. Những giọt nước mắt tương phùng của ngày gặp lại, của tình cha con trên chiếc ghe của ông, và cả những người đã chứng kiến, đã xem được đoạn video clip này. Những tưởng ngày ấy là ngày tương phùng, những ngày hạnh phúc viên mãn của ông Tư trong suy nghĩ của rất nhiều người. Nhưng nào ngờ nỗi đau vẫn còn đó, và vẫn còn kiếp sống trên ghe với nỗi đau chưa nguôi ngoai hơn 30 năm về trước. Nhưng cuộc đời của ông Tư á, cuộc sống hiện tại và sau này, cho dù có vui hay buồn, lặng lẽ hay ồn ào, là do ông Tư tự quyết định. Vì tụi mình nghĩ rằng á, ông cảm thấy vui á, là được rồi. Tụi mình được may mắn chứng kiến trong cái câu chuyện của ông Tư, một ông lão kiên cường, nghị lực nhưng cũng đầy trắc trở gian nan. Ngày hôm nay trong đoạn clip này, mình may mắn được kết nối với Mạnh Thường Quân, cộng đồng mạng đã mang đến cho ông Tư những món quà mà đối với ông đó là những ước mơ cả cuộc đời người. Câu chuyện của ông Tư cũng dần khép lại trong cái chuỗi video của tụi mình, và cả cho những người đã từng khóc cho cuộc đời và số phận của ông Tư. Tụi mình không giỏi văn nên không thể kể lại bằng một cuốn tiểu thuyết nhiều tập, nhưng mà tụi mình có thể chia sẻ để cho mọi người hiểu thêm về cuộc đời của một ông cụ nhặt ve chai. Cũng qua rồi cái thời xưa ấy, con mong rằng á ông sẽ vui vẻ sống quãng đời còn lại là những nụ cười thay vì là những giọt nước mắt như ông đã từng hứng chịu qua ngần ấy năm. Qua đoạn video clip này, anh em tụi mình cũng xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm đến hoàn cảnh của ông Tư, cũng như đã đồng hành với tụi mình trong suốt một hành trình dài về cuộc đời của ông Tư. Và mong cả nhà hãy cùng ủng hộ tụi mình để có thêm những động lực tiếp theo trong những hành trình sắp tới. Và hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại một cái xưởng ghe xuồng bằng lắp tít. Đây là một trong những cái xưởng mà gần nơi ông Tư sinh sống nhất. Ông Tư thì sinh sống phía bên kia, cô bác quý anh chị. Và cái xưởng ghe xuồng này thì người ta sẽ chuyên cung cấp các mặt hàng. Lúc nãy thì Bùi Hồ có trao đổi với anh chủ ghe xuồng, chủ cơ sở này. Thì anh Bùi Hồ thấy cái chiếc ghe đằng sau á, nó rất là đẹp và phù hợp với cuộc sống của ông Tư vào thời điểm hiện tại luôn. Thì chưa có hỏi giá bao nhiêu, tại vì thì Bùi Hồ và Đạt Đồng Tháp cũng mới nhận vừa được một số quỹ, nhưng mà không biết là cái giá chính xác tổng là ghe xuồng và đóng luôn cái phần mui cho ông Tư là bao nhiêu tiền. Thì để biết rõ thì tí xíu nữa đây gặp anh thợ bên này, anh chủ cơ sở ở đây, để mà nhờ anh nói cái chi phí gồm có mua chiếc xuồng đó nè, rồi đóng mui nè, lót dán như thế nào, thì sẽ công bố cho cô bác quý anh chị biết để có thể cùng chung tay nhau cho ông Tư một cái chiếc ghe như là ông Tư đã mong ước, những cái ước muốn cuối cuộc đời của ông. Chào anh. Cái chiếc này là bao nhiêu tiền anh ha? Cái chiếc này là 7 triệu anh. 7 triệu hả?
bán là bớt anh em chứ ở đây là giao đại lý là nó 7 triệu rồi. 7 triệu cho em đẩy này cái gắn mít vô cho nó gõ. Em chào anh nha. 7 triệu. 7 triệu. Cái này tuổi thọ nó được khoảng nhiêu năm ta? Cái này tuổi thọ thì nó khoảng chừng 40 năm chưa nhúng nhích á. Ồ vậy hả? Ồ mua này thì nó được cái tiện lợi là khỏi trét ve chai gì hết. Khỏi. Cái này là chuyên đi dùng để mà đi ở trên sông đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Cái chiều dài với cái chiều rộng như thế nào? Cái này rộng là 1m135. 1m35. Bề dài của nó là 6m. 6m. À, tụi em là làm thiện nguyện kết nối với Mạnh Thường Quân thì chắc anh biết ông Tư sống ở neo đậu ở bên biết đó rồi, chứ biết rồi. Ông, thì cô ông, chú chúng ta lụm chai mà dạ lụm chai nhựa chứ xong rồi anh có hỗ trợ làm luôn cái phần mui cái đó ông Tư với lại lót dán luôn không anh? Cái đó thì tôi sẽ kêu thợ khác cái đó nó kêu giùm luôn nó kêu giùm luôn tôi kêu giùm à nếu như mà mình đóng cái đó khoảng thời gian bao lâu ta? Nếu chắc cũng khoảng cỡ gầm tháng qua Tết gầm á. Qua Tết mới đóng được hả? À, tại giờ đâu bây giờ một hồi lấy tôi liên lạc thì nó lại đóng cái nó được không? Dạ. Nếu như mà đóng á thì sẽ là một cái mui cao lên khoảng 1 mét từ mặt ván. Yeah. Anh sẽ bỏ ba cái khoang đằng trước để cho ông Tư khi mà đi nhặt ve chai á đẩy cái chai nhựa vô. Còn ở phần sau là lót dán người dừng lên cái từ cái dán lên cái mui khoảng 1 mét. Có nghĩa là đây mình sẽ dựng lên đây 5 tấc. Dựng lên 5 tấc. Dạ. Là tới sau. Dạ, tới đằng sau luôn. À. 5 tấc nó thấp không anh? Tại vì mình lót cho 1 mét được không anh? 1 mét nó cao quá. Cao quá sợ gió đúng không? Ờ, gió. Rồi thường thường ở đây làm mấy cái mui của ta thì cũng khoảng 6 tấc à. 6 tấc đi, cho 6 tấc đi. Đặng đây ta khum khum đi vô được. Dạ. Còn cao quá nó hiu lắm, gió cái là nó hiu. Quạt ngủ nghỉ rồi tắm rửa làm toàn bộ trên ghe hết. Trên ghe thì đây mình lót dán rồi. À, mình lót dán rồi là ngủ thoải mái, còn ăn thua rồi. Gì đâu. À. Chiếc này là 7 triệu. 7 triệu. Vậy thì bây giờ như thế này tụi em sẽ đặt chiếc này luôn. Còn mấy chiếc mình chắc còn cho em mấy con chiếc này hả? À cái này còn chiếc à. Còn chiếc nữa. Thì bây giờ anh nói vậy thì tụi em cũng không có trả giá nữa tại vì anh biết rất gần về cái cuộc sống của ông Tư. Đó, tại vì giúp đỡ ông đó là tôi bán cái giá này chứ người khác thì khác giá khác. Anh bây giờ anh có thể liên lạc với cái anh thợ đó là có thể làm trong một ngày sớm nhất để cho chú Tư về ghe mới trước Tết được không anh? Nếu mà nó ở không thì nó làm có ngày một rồi. À. Tại vì cái này lên sắt rồi nó dựng ton không là ngày một à. Dạ. Cái phần mua đó cái số tiền nào cả bao nhiêu anh cái đó thì mình cũng không biết ví dụ bao nhiêu sắt thì ở cái chỗ sắt thằng thợ nó sẽ ra sắt rồi nó sẽ ra báo số tiền ton luôn là bao nhiêu tiền rồi sẽ điện anh báo anh. Dạ. Ờ. Tại mình không biết thật sự ra bây giờ không biết xài nhiêu cây sắt nữa rồi ok anh. Ừ. Em mong là cái giá nó cũng gọi là chắc sắt thì nó cũng không nhiêu tiền đâu. Không nhiêu tiền, cây nó hình như trăm mấy à. Dạ. Cây trăm mấy mà cái này xài chừng chưa tới 5 cây nữa. 5-6 cây vậy à. 5-6 cây rồi. Có thể vài chút, ngày nữa được không anh? Chút xíu nữa tụi em xin số điện thoại của anh. Anh điện cho anh nói rồi anh cho tụi em hay liền được không? Rồi bây giờ, okay. Bây giờ anh có thể liên lạc. Ghe tâm bản à, kiểu giống như là gỗ nhưng mà bây giờ chế lại bằng nhựa. Đúng rồi. Cái này xài 3-4 chục năm rồi mình cũng không cần kéo lên uống dầu hay là gì để xong thoải mái hoài. Dạ. Ghe này thì chuyên đi sông. Mày bữa nay có mặn không vậy? Mặn ghe vậy? Cái gì tới tuốt chảnh vậy? Có nghĩa rằng tính khi mày chạy lại mày coi mặn cái này cho người ta gấp thì mai được của khách thì có nghĩa là mày chưa mày chạy lại đây vòng ngày mai rồi luôn á. Nếu như được thì làm trong vòng ngày mai rồi luôn. À vậy là mừng quá tại vì ông Tư ông cũng đã nhiều lần đã bị chìm cái chiếc xuồng trên sông rồi, thậm chí là bữa tối á là ông Tư ông ngủ quên cái chiều xuồng nó gần 1/3 của chiếc xuồng nó nằm ở dưới nước luôn. Thì ông đó là ông vô gia cư á. À, thấy tội quá ha. Ừ, sống dài dài mà đậu sang dài dài. Dạ rồi cảm ơn anh nhiều. Năm tấc có nghĩa rằng bây giờ cái thân bằng là nó một thước
Dạ. Mình sẽ cắt cái hầm 2 nó đỡ tốn tiền một chút nữa. À. Có nghĩa là thanh sắt 1 mét, mình cắt cái hầm 2. Cái ton á. À ton. Ton là nó 1 mét, mình lấy chiều dài mình cắt cái hầm 2 rồi vừa thích nó luôn. Dạ, ok. Là nó đỡ cái dụng. Dạ. Để cho mình dọt về. Làm ngày xong thôi. Dạ. Bàn giao luôn. À, như vậy là các anh em đã quyết định mua chiếc ghe trong thời gian rất ngắn. Đó là mơ ước của ông cụ. Và ngày hôm nay thì Đạt cũng đã có một phần hỗ trợ từ Mạnh Thường Quân, cũng như là Bùi Hồ cũng mới nhận thêm là 100 USD từ chị Thủy, là một Mạnh Thường Quân từ Mỹ. Và Bùi Hồ sẽ xin ý kiến Mạnh Thường Quân để coi như thế nào. Thì chắc có lẽ là về số tiền thì mua chiếc ghe cũng đủ rồi đó. Nhưng mà về cái số tiền làm mui thì cũng còn một ít nữa. Thì chắc cũng không sao đâu, mà mong rằng mọi người có thể chung tay nhau để cụ có được một cái ước mơ cuối đời. Và đây là cái không gian bếp của nhà của gia đình em Toàn. Một cái không gian bếp khá là đơn sơ. Khi đây là một cái nồi cơm củi, mà chắc có lẽ là thời buổi hiện đại bây giờ thì cô bác quý anh chị cũng thèm cái vị xưa đúng không? Nấu một nồi cơm củi có cơm cháy ăn rất là ngon. Ngày hôm nay á, thì ghé nhà Toàn thì được thưởng thức một cái món đó là cá mè dinh kho trái bần, cá mè dinh kho trái giác với lại hẹ nước rồi cải sẽ chấm ăn sống chấm luôn, với lại một nồi cơm củi là hết sảy luôn. Và tí xíu ở đây thì sẽ cho cô bác quý anh chị thấy được một cái bữa cơm chiều ngay tại vùng đất Hậu Giang là như thế nào ha. Cũng sau một thời gian chuẩn bị thì bây giờ cơm cá đã lên nè. Đây là một bữa cơm mà ba anh em sẽ dùng tại ngay tại Hậu Giang, vị thanh của Hậu Giang. Một bữa cơm đúng chất miền Tây luôn cô bác quý anh chị. Ở đây thì có cơm được nấu từ bếp củi. Có cá thì được bắt từ sông mà mua ở chợ. Và đây đặc biệt là có hẹ nước với lại cải nè. Con tụi con thì cũng cảm ơn Toàn với lại chú nhiều nha. Rồi. Đã cho con một cái bữa cơm ấm cúng gia đình như ngày hôm nay. Mặc dù là Toàn với chú cũng khá là nhiều cái công việc ở nhà. Chú có muốn nói lời nào với bà con cô bác anh chị không? Thôi nói chung là bữa nay tụi con lại là chú rất mừng. Cũng nhờ anh em lại đây chơi rồi cũng bạn bè với Toàn chú rất là vui, không có gì hết. Cuối năm rồi, nhân dịp năm mới cũng chúc mấy cháu là mạnh khỏe và thành công trong công việc. Dạ, đây là bữa cơm cá kho trái giác đó, ăn cơm rất là ngon luôn mọi người. Sau bữa cơm đây thì sẽ đi xuống trao ghe cho ông Tư. Cô bác anh chị cố gắng đầy đợi xem cái hành trình phía sau. Và hiện tại thì Bùi Hồ cũng đang có mặt tại một cái xưởng ghe. Mà hôm trước Bùi Hồ có hỏi mua ghe cùng với lại Đạt Đồng Tháp. Trước khi nói về cái chiếc ghe này cũng thông tin với cô bác quý anh chị. Có rất là nhiều cô bác quý anh chị muốn gửi tiền để ủng hộ cho ông Tư có một chiếc ghe mới trước Tết. Cũng gần Tết rồi và chiếc ghe mới cũng đã hình thành sau gần một ngày thi công. Đây là chiếc ghe mới của ông Tư nè cô bác quý anh chị. Chiếc ghe này tổng cộng cái số tiền á là phần ghe ở dưới này á là 7 triệu đồng, cái phần máy ở trên á hôm trước là báo là 4 triệu đồng nữa 11 triệu đồng, nhưng có một cái chi phí phát sinh á, mình làm cái máy đằng sau á cho cái chiếc ghe của ông Tư nó không bị mưa tạt, không biết là các anh thợ ăn là bao nhiêu tiền nữa, anh làm đi mấy cây này nữa là bao nhiêu tiền nữa chưa biết luôn. Cái chiếc ghe nó cũng có cái phần máy ở trên kìa. Bây giờ mình làm một cái máy xuôi xuống. Cái chiếc ghe rất là đẹp luôn. Bề ngang thì khoảng 1m35. Dài thì nó cũng khoảng dài này mấy mét anh? Hơn chục mét đó. Không tới hả? Thì cũng gần xong rồi, bây giờ cũng khá là nôn nóng. Tí xíu nữa thì sẽ hạ chiếc ghe này sẽ được hạ thủy và nó sẽ được giao cho ông Tư, và ông Tư sẽ chuyển đồ từ cái chiếc ghe cũ sang chiếc ghe mới trước Tết luôn cô bác quý anh chị. Bây giờ mình cơ bác quý anh chị chuẩn bị xem cái hành trình tiếp theo ha. Rồi xuống đây. Một
cái chiếc ghe đã hà thủy. Đối với ông Tư đây là một cái tài sản vô cùng quý báu. Thì ông Tư ở đằng kia kìa. Ông Tư ơi, có ghe rồi. Mừng không? Chuẩn bị nhận ghe ông Tư ơi. Ông Tư thì cũng đang ở đây đang chờ đã. Ôi mấy anh này làm hay ghê ta. Nãy mình nghĩ cao quá mà không biết sao xuống. Ông Tư coi cái ngôi nhà mới của mình đây. Ông Tư ơi, ông Tháo dây ra trước ông cột em bị nãy ông Tư xuống đây cột ông Tháo đứng lên đây ông cột làm lại cột. Có lẽ thì chút nữa chắc mình xuống bơi thì qua bên kia luôn. Bơi thêm một chiếc bên kia đẹp không ông Tư? Đúng thì chắc này nó quá chảy. Tại sao thấy nó xịn sò không? Ông Tư ước có cái chiếc ghe bằng nhựa có rồi đó. Có cái máy luôn, có dán luôn. Rồi thì ông Tư cột nó vô đi. Chiếc ghe đã xong một cái thời gian rất là ngắn, chỉ có một ngày thôi. Nói ngày hôm sau là hoàn thành đúng như dự tính ban đầu. Cũng thay mặt cô chú với anh chị cảm ơn anh chủ ghe tốt bụng rất là nhiều. Nó hỗ trợ cho em với một cái giá phải nói là rất là phải chăng luôn. Theo như người gọi là người lạ thì không có bán là kiểu vậy. Bán người xài khác, còn bán người cho thì khác. Dạ. Nó chiếc ghe vải nó cực kỳ, nghe nó bảo hành lên tới 10 năm hả? 40 năm. 40 năm. Sử dụng là 40 năm nhưng mà bảo hành luôn. Bảo hành nó 20 năm. Bảo hành 20 năm. Ôi trời ơi. Khủng khiếp. Rồi bây giờ chiếc ghe là bao nhiêu tiền? 7 triệu. 7 triệu tiền sắt là 4 triệu. 4 triệu là 11 triệu. 11 triệu sắt chứ ván luôn. À đúng rồi. Ván luôn ha, là 11. Sau này có Đạt có hàng thêm mấy cái cây đó. Có thêm đó thì hồi nãy Đạt cũng đưa tiền riêng cho anh. Rồi bây giờ em sẽ gửi cho anh 11 triệu. Đúng rồi. 1 triệu. 2 triệu. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 triệu. Rồi đủ rồi. Dạ. Một lần nữa thì tụi em á, ở cái cơ sở mình tên gì? Công ty miền Tây Tắc Cán. Miền Tây. Công ty luôn chứ không phải là công ty miền Tây Tắc Cán hả? À. Ở đây là ngay tại huyện Kế Sách của tỉnh Sóc Trăng nha cô bác của anh chị. Qua cái cầu Phụng Hiệp là tới cái cơ sở của anh. Cô bác của anh chị có thể là mua ghe thì có thể mua ghe, mua vỏ lãi, mua cái gì mà tiết gán cái gì có thể liên hệ với anh. Rồi. Anh bán rất là có tâm luôn. Để chúc anh năm mới thì chúc cho anh cùng gia đình luôn dồi dào sức khỏe, làm ăn càng ngày càng phát đạt nha anh. Rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều đã hỗ trợ tụi em nhiệt tình. Rồi. Có lẽ là Bùi Hồ sẽ công bố cái số tiền mạnh thường quân của Đạt Đồng Tháp với lại Bùi Hồ á. Thì đầu tiên là số tiền là của chị Thủy ở Mỹ là 100 USD tương ứng với 2.329.000 đồng. Cô một cô giấu tên ở Mỹ là 3 triệu đồng. Một vợ chồng của anh chị Nguyễn Thanh Bình ở Canada là 100 Canada mới nhận sáng nay là 1.800.000 đồng. Của Lê Văn Phái hay là Lê Văn Phải gì đó thì cũng không có gõ tại không có để tên. Sống ở Nhật 300.000 đồng. Trần Thanh Điền ở xã Mỹ Quý, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp là 500.000 đồng. Một bạn tên là Kim Phụng 300.000 đồng. Tổng cộng số tiền Bùi Hồ nhận đến thời điểm này là 8.229.000 đồng. Và số tiền thứ hai là từ Mạnh Thường Quân của Đạt Đồng Tháp là 5 triệu đồng. Một là chị Hương tích, một là chị Hương 1 triệu đồng. Hai là chị Mỹ Khanh ở Mỹ 100 USD tương đương với 2.322.000 đồng. Ba là trích của cô Tâm Nguyễn ở Mỹ là 1.678.000 đồng. Tổng cộng số tiền Đạt là 5 triệu đồng. Của Bùi Hồ là 8.229.000 đồng. Tổng cái số tiền Bùi Hồ đang giữ là 13.229.000 đồng cho mua chiếc ghe ông Tư. Thì mua chiếc ghe Bùi Hồ mới vừa trao cho anh chủ ghe là 11 triệu đồng. Thì còn lại là 2.229.000 đồng. 1 triệu. 1.500.000. 2 triệu. Được 2.3 triệu. Đây là cái số tiền còn lại mà Bùi Hồ muốn trao cho ông Tư để ông Tư làm chi phí, có thể là mua những cái tấm bạc mới để sờ dần, cũng như là một cái trang trải trong cuộc sống những ngày cận Tết đó cô bác quý anh chị. Thật ra thì các anh em cũng muốn nhận nhiều cho ông Tư, nhưng vì cái hoàn cảnh sống ở trên ghe lên đên á là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ông Tư chỉ sống có một mình thôi, và các anh em sẽ cũng còn quay trở lại để thăm ông Tư, nên tạm thời đây là cái số tiền
gửi cho ông Tư để ông Tư xài Tết. Hình như là Đạt cũng gửi cho ông Tư thêm 1 triệu mấy nữa. Chút nữa thì cũng còn 1 triệu, thì hồi nãy còn 1.122.000 mà Đạt có phát sinh thêm cái phần sau của chiếc ghe đó. Vậy còn 100.000 nữa thì trở như còn 1.022.000. Vậy thì giao cho ông Tư, nghe nói ông Tư cũng có một số người quen đó, dòng họ ta thương lắm. Ông Tư cũng có thể gỡ được, nhưng mà thôi, bao nhiêu đó cũng đủ vui Tết rồi. Bây giờ xuống đây ha. Xuống ghe mới rồi cùng với ông Tư qua bên cái bến của ông Tư là ở bên đó luôn đó. Bây giờ mấy tụi con xuống. Như vậy là chiếc ghe của ông Tư đã hạ thủy trong ngày hôm nay. Niềm vui của ông Tư được đến với ông Tư nhân những ngày cận Tết như thế này. Và chắc có lẽ là anh em sẽ quay trở lại sau những ngày Tết Nguyên Đán. Nói sơ về một chút về cái chiếc ghe của ông Tư, cô bác quý chị, chiếc ghe của ông Tư được gọi là chiếc ghe tam bản, có chiều dài nó khoảng 1m3, chiều ngang nó khoảng 1m3 và chiều dài nó khoảng hơn 8m. Từ cái phần ván ở dưới này nè, phần ván ở dưới này là được lót để cho ông Tư đi đứng để đồ đạc nó dễ dàng hơn. Từ ở dưới này lên đây là 6 tấc. Được dừng bởi những cái tấm tôn như thế này, nó rất là kiên cố luôn đó. Và sau này á thì ông Tư sử dụng, có thể là sử dụng cái miếng bạc ở này nè cô bác anh chị, phủ xuống đây để cho tránh mưa dột. Ở đằng trước này á, các anh em cố gắng làm trống như thế này nè, quay xuống đây nè cô bác, để mà cho ông Tư có thể khi mà ông Tư bơi á, vớt ve chai đi á, vớt chai nhựa thì có thể để ở đây. Ở không ngoài sau là cái không gian bếp, cũng như là những cái đồ vật dụng của ông Tư để ở trong nhà. Và đây là cái nơi có thể là ông Tư dành để uống nước trà mỗi khi rảnh rỗi, cũng như là để ngủ. Cái ghe này tuổi đời 40 năm và người ta có thể là bảo hành cho mình là đến 20 năm luôn. Bây giờ thì không nói nhiều nữa, mời cô bác quý anh chị cùng nghe ông Tư nói về cái niềm vui của mình trong ngày hôm nay khi mà nhận ghe ha. Tôi cảm xúc ngày nay đó, nhờ trước là nhờ mấy chú sau là nhờ cô bác trong xa gần cũng tiếp cho tôi được, là tiếp cho mấy chú đưa về cho tôi để mà tôi được chơi game mới. Tôi rất chào mừng, cảm ơn ông bà cô bác anh chị và các cháu, tôi là quá vui thiệt. Được nay nhận chiếc ghe là nước mắt tôi rơi, trong lòng phẫn đậu. Tôi tính đời tôi á, là cái tôi mục là tôi lên nhà cày thôi, chứ không còn đời nào có sống rồi. Đó, vớt cái năm 10 bữa bán được cái năm 30%, rồi làm sao mua được cái ghe mới. Đó. Cho nên ngày nay tôi được quá mừng, tôi cũng xúc động. Cảm ơn cô bác, anh chị, ông bà, cha gần. Cái cảm giác của ông Tư ngồi lên đây nó khác với so với ghe cũ nhiều không? Thì rộng rãi hơn, mà lại thoải mái hơn. Nó có vừa ý với ông Tư những gì mà ông Tư mong muốn không? Thì vừa ý, cho nên tôi mới cảm động, nói thẳng. Tụi con á, thì cũng đã ngồi trên cái chiếc ghe của ông Tư cũng khá là nhiều lần. Và khá là nhiều ngày. Và cái cảm giác ngồi lên một cái chiếc ghe mới như thế này á, nó an tâm đối với tụi con lắm. Yeah. Những lần mà ngồi với ông Tư những cái chiếc ghe cũ á, là sợ chìm xuồng nè. Ba anh em lên ngồi như thế này á, ba anh em chú cháu lên ngồi như thế này sợ chìm xuồng lắm. Nãy gặp con trên đó, tôi mới tát đi kêu cảm như vậy. Dạ. Giờ mình ngồi lên chiếc ghe mới, mình ngủ ngon giấc ha chú Tư. Dạ. Ông Tư đâu có cần sợ những cái trận mưa nữa, đúng không? Dạ. Thì làm cái cặp trước nữa, rồi che này lại nữa, thì là để đồ đây thì là trước thì mình vớt cái chai đồ, có mưa mình chụp xuống cái thì rồi đâu còn sợ là tạt hay là không tạt gì nữa. Cái chiếc ghe này đối với ông Tư nó có nặng bơ không? Nó cũng không nặng đâu, nó cũng nhẹ hơn cái ghe kia, mà này dù nó có lỡ đóng gông á, mình lấy bằng chải mình đánh được. Thực ra tôi giờ bây giờ nó chốc chai cho người công giờ đóng bơi không muốn nổi gì đâu, mà đâu dám cạo, đâu dám chùi nữa. Ý không cạo không chùi mà nước rồi còn chút xíu rồi lại nhóc, xíu rồi nhóc rồi bây giờ cạo chùi cái nữa rồi thôi là kéo bờ luôn, không có để lên nước được. Cũng chia sẻ với chú Tư là về thì ông Tư thả gì à? Dạ, nghĩa là đi ngược nước đi không được, mà ngược gió đi cũng bơi không nổi luôn.
dầu nước xuôi mà gió ngược cái là cũng bơi cũng được. Dạ. Tại vì đóng gông quá nặng rồi nó lủng nó rồi chét xi măng rồi chét đất gì u bây giờ theo xi măng với cái đất đó, là cũng chục ngoài chục quý đến ra mình gỡ ra. Chứ không phải là đồng rồi đất chứa trong cái thùng đó để sẵn đó, đồng mà có nó xì chỗ nào cái chét chỗ đó nữa, chứa cũng cả 2-3 kg đất trong kia vậy nữa. Cái kế hoạch của ông Tư là khi nào mới dọn qua ghe mới? Thì tôi nói để là tôi tin tưởng ông bà trời Phật, tôi cũng giấy trời Phật ông bà nào cho tôi trúng được 100 triệu thôi là tôi mua chiếc ghe mới đó, là làm tôi sống cho nước nôi rồi cho nó khỏe, là mưa gió tôi cũng khỏe chút đó. Là tôi cảm ơn trời Phật ông bà, thành ra tôi tin tưởng trời Phật ông bà cũng độ hộ cho nó tình cờ gặp mấy chú rồi đó, cái chú cũng nhiệt tình lo lắng được cho tôi. Nói cái đâu là không cái đó, bởi vì tuổi thân tôi một đời tôi còn phải né ngang dọc vì gia đình tôi quá hoàn cảnh quá khổ, nên tôi đâu có tính có vợ sớm hay là lấy vợ gì đâu, tôi lo kiếm cơ sở tiền nhiều đó mà lấy tiền về nuôi cha nuôi mẹ em út. Giờ đó, tuổi đời giờ tôi kiệt sức rồi mà giờ cha mẹ cũng không còn, anh em cũng không còn, chỉ còn mình anh tôi cũng không còn suy nghĩ nói sống gì nữa đó. Vừa tạm đã đó mà còn giữ được nhiêu mua được cái kia, mà giờ nó đó 7 năm rồi không lắp giò không gì chân cây tạp nữa, giờ nó một cái lũng nát vậy đó, mà ngồi chỉ uống trà tháng kỹ vậy trời cho mất cái đó. Cô bác nào anh chị nào có đồng hảo tâm cho tôi ngự mới vậy rồi tôi mua cây tạp lại cũng sống cũng được thời gian nữa, kiếm tôi vớt đồ cho được nhiều sống thời gian nữa, chứ giờ ở cái quanh năm tháng tám trong túi không dư được chừng 200-300 ngàn rồi làm sao mà mua được chiếc ghe. Mà giờ được mấy chú gom góp vận động cũng đi xin chỗ cô bác gom lại là lo được cho tôi vậy, cũng cảm động rồi nó tới. Tôi nói cha mẹ tôi em út tôi chồng họ tôi chưa có ai là lo tôi được ngày nay như vậy. Okay. Tôi chưa về ghe mới chứ nó đẹp tôi ngủ không được đâu, trên đây là giấc mắt tôi không ngủ được, mà không phải một đêm nay giật mẹ ghe đập ghe nó banh luôn rồi vô ba cá banh luôn rồi. Vậy đó cô bằng là cảm ơn mấy chú và cô bác gần cha để là tôi được cái phần như vậy đó. Quá mừng luôn. Chứ tôi nói là theo đời tôi giờ cha mẹ không còn, em cũng không có, mà bây giờ cô quá thì gần cha ai cũng lo con cháu rồi là này đó, đâu có lo được cho tôi được. Tôi nói cuộc đời tôi cái ghe đó là một người thì chắc tôi lên nhiệt tỳ chứ không có còn dẹp đất chung rồi, chứ không có còn giống như nhiêu nghe nữa. Giờ cảm giờ yếu ai mướn mà vớt cái chai 5-10 ngày nửa tháng mới được 150 rồi hỏi là đâu mua được cái ghe khác được. Ngày nay cuộc đời tôi cũng có hạnh gì. Nãy giờ trong tư nãy giờ cái còn mưa chẳng cũng quá hạnh gì. Mẫu quá làm sao? Dạ. Yeah. Ra tôi không biết gì hơn để tôi cảm ơn các ba chú hai nữa là cô bác ông bà anh chị con cháu gần xa giúp cho tôi được vậy. Tôi cũng nghèo ngào lắm, tôi không biết nói gì hơn, chỉ là chúc đời cô bác được dồi dào sức khỏe để là làm ăn phát đạt, có khi dư dả nữa giúp những người khác như tôi được vậy là tôi cũng mừng dùng cho cô bác khác nữa đó. Nghe ông Tư kể á mà tụi con cảm thấy ngậm ngùi cho một cái kiếp người. Yeah. Đối với ông Tư á, thì nó đã quá khổ rồi. Cái khổ nó trùm lên ông Tư từ lúc mà ông Tư còn trai trẻ cho đến cái thời điểm bây giờ. Đúng luôn. Dạ, nó
nó bây giờ thì nó được vui, vui ngày nào hay ngày đó. Đúng chứ, như tuổi già về vui được ngày nào hay ngày đó thôi. Sống những ngày còn lại thì mình cứ vui, vui con cháu, mà giờ đâu có con cháu mới tìm được mẹ nó thôi, chứ chưa được tìm con, chưa tìm cháu nữa. Thôi, thành ra giờ nó cũng vui được một phần nào nữa. Dạ. Mà giờ theo ngày, ba ngày thì tôi giấc về tôi cũng vui. Nhưng mà vui con cháu ở dài, trốn dài địa phương, bơi tới đâu rồi có cháu kêu ông nội, cháu kêu ông ngoại. Mà kêu ông ngoại thì nhiều, mà ông nội thì ít. Như đây bơi tới với chỗ đậu gần qua đó, là bơi ngang là nè, có khi nó giấc đâu, nó lụm đâu được 5-10 chai, mãi mãi, nhớ lượm cho ông nè. Tưởng đâu nhiều ghé lại khi ba bốn trai cũng phải ghé. Lúc mấy đứa bé mà kêu ông Tư bằng ông ngoại đó, ông Tư có tưởng nhớ về lại con gái của mình bây giờ cũng có đang có cháu có con, ông Tư có cháu ngoại không? Tôi lúc chưa con, tôi chưa gặp con, tôi cũng chưa có tin tưởng tôi có cháu nội với cháu ngoại, vì tôi chưa biết con tôi giờ không biết nó còn hay là nó mất, nó cùng nó đi đâu đó. Ngày tôi gặp mặt con tôi đó là tôi mới nghe anh kể có hai đứa cháu ngoại, là tôi mới là cảm động còn hơn nữa. À, thôi hôm nay có ghe mới rồi, tụi con thì cũng muốn ông Tư vui hơn chứ không có muốn khóc giống như những ngày trước. Con biết là những giọt nước mắt mà ông đã khóc ra thì nó luôn chất chứa trong lòng của ông Tư nó rất là nhiều. Đôi khi thì muốn tìm một người bạn để mà tâm sự á, để mà nói hết những cái nỗi lòng á, thì nó cũng khó. Tại vì ông sống lên đên từ đó giờ rồi, thì con mong rằng từ nay về sau á, gặp ông Tư là sẽ nhắc đến cái chuyện vui chứ không còn nhắc đến cái chuyện buồn nữa. Và nếu như ông Tư có khó khăn gì thì có thể gọi cho con qua số điện thoại hoặc là cho Đạt á, thì tụi con sẽ cố gắng hết lòng hỗ trợ ông Tư ở những ngày tháng còn lại sau này. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là tụi con sẽ thay mặt cho Mạnh Thường Quân á, để mà trao gửi cái số tiền của Mạnh Thường Quân cho ông Tư, để ông Tư có dịp mà ông Tư ăn Tết. Dạ, hôm mua chiếc ghe này ông Tư á, chiếc ghe này là tổng cộng là 11 triệu. Dạ, dạ, dạ. Bồng bềnh lắm, mất nhiều rồi. Cái chiếc ghe này á là của từ kênh của con với từ kênh của Đạt Đồng Tháp hỗ trợ. Thì với tổng cái số tiền là 11 triệu, con nói để cho ông Tư có thể gửi lời cảm ơn đến cô bác quý anh chị ha. Một là chị Thủy ở Mỹ 100 USD tương ứng 2.329.000 đồng. Hai là cô dấu tên ở Mỹ 3 triệu đồng. Ba là Việt Kiều vợ chồng Nguyễn Thanh Bình ở Canada 100 Canada 1 triệu tương ứng với 1.800.000 đồng. Bốn là Lê Văn Phai hay Phái ở Nhật 300.000 đồng. Năm là Trần Thanh Điền ở Mỹ Quý 500.000 đồng. Sáu là bạn Kim Phụng là 300.000 đồng. Tổng cộng số tiền của con nhận được là 8.229.000 đồng. Của từ Đạt Đồng Tháp là 5 triệu đồng, của chị Hương là 1 triệu đồng, chị Mỹ Khanh ở Mỹ là 100 USD tương ứng 2.322.000 đồng, trích của cô Tâm Nguyễn ở Mỹ là 1.678.000 đồng. Tổng cộng số tiền của con nhận giữ đến thời điểm này là 13.229.000 đồng. Mua cái chiếc ghe trả cho ông chủ là hết 11 triệu đồng, còn lại là 2.229.000 đồng. Thì đây là cái số tiền mà có thể gửi cho ông Tư giữ, hoặc là ông Tư mua một số ít đồ á để mà vui vẻ những ngày Tết. Tại vì đoạn đường của tụi con xuống đây cũng còn khá là xa. Thì con mong là ông Tư á cẩn thận giữ cái số tiền này, hoặc là có thể làm quen một người nào đó gửi cho cô chú anh chị gì đó giữ, hoặc là bạn mình tin tưởng nhất gửi đó. Rồi sau đó là khi nào cần á lấy một ít sử dụng nha ông Tư. Đây con gửi cho ông 1 triệu đồng, lấy một ít kia mình hãy thôi, mình xài 2 triệu đồng. 2.229.000 đồng thì con gửi cho ông là 2.3 triệu. Dạ. Đây là cái số tiền của ông Tư nhận được từ Đạt Đồng Tháp cũng như là Bùi Hồ cũng như là Út Đồng Tháp. Thì ngày hôm nay á, dạ, con muốn ông Tư chỉ muốn nhắc chuyện vui thôi, gác lại cái nỗi buồn, và con mong rằng á ông Tư sẽ còn có thêm những cái niềm vui nữa. Cũng thay mặt cho ông Tư xin chân thành cảm ơn tất cả cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân đã ủng hộ ông Tư đến thời điểm này. Có rất là nhiều cô bác quý anh chị đã gọi điện cho Bùi Hồ cũng như là Đạt Đồng Tháp để có thể mà cùng chung tay nhau giúp cho ông Tư.
Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì cũng đã đủ số tiền cho ông Tư, nên tạm thời á, cô bác quý anh chị có thể thấy những cái hoàn cảnh nào đó ủng hộ sao. Còn phần của ông Tư á, thì qua Tết thì Bùi Hồ có thể ghé thăm ông Tư nữa ha. Và chắc có lẽ là ông Tư nói lời cảm ơn cho tất cả mạnh thường quân của con cũng như là đàn Đồng Tháp. Thì đây tôi cũng xin thay lời lúc tâm của tôi cảm ơn trong mạnh thường quân của đội Đồng Tháp và cô bác ông bà anh chị là gần xa là ủng hộ cho tôi được chiếc ghe và một chiếu tiền đó, anh em đã mua ghe còn dư được bao nhiêu giao lại để cho tôi chạy đất đó, tôi cũng rất cảm ơn lòng cô bác gần xa, là tôi cũng chúc cô bác mạnh khỏe. Bây giờ tôi cũng quá mừng, tôi cũng không biết nói gì hơn nữa đó. Từ đây lên tôi tự vui để là lấy cái số vui này tôi làm vui lại, tận cho cuộc đời tôi cố làm ăn cho nó được nên người như ta. Rồi con cảm ơn ông Tư, chào ông Tư ha. Dạ, kính chào cô bác Trường ha, chào bà chú.